Vừa đi làm về đây còn chưa kịp thay quần áo nên đến giờ đăng đàn nên là lại phải tiếp chuyện mọi người, các bạn nghe đài. Nguyễn Dũng, anh Hải chia sẻ chút trong kinh nghiệm việc chọn phong. Việc chọn phong ấy thì thực ra về cơ bản tính chất phong thì thường thường nó sẽ có phổ biến nhất là ba định dạng phong phổ biến, tức là phong có chân, phong không chân và phong script. Phong script tức là cái phong mà viết hay viết kiểu uốn lượn hoặc là handwriting, tức là phong viết tay. Những cái ngành nghề ấy, những ngành nghề liên quan đến mang sự thể hiện sự tinh tế ấy, như khách sạn, spa thì có thể là mình sẽ dùng phong có chân. Phong có chân thì nó lại có hai loại phong, đấy là phong chân nhọn và chân đậm. Thì tùy từng trường hợp khác nhau mà mình có thể dùng phong nhọn hay phong chân có đậm, phong đậm. Ví dụ là cũng giả sử là ngành công nghiệp thì các em cũng có thể là dùng phong có chân, nhưng mà chân ở đây là phong có chân đậm, tức là cái bề dày của cái thành chân ấy thì là sẽ dùng đậm để tạo sự chắc khỏe, thì nó phù hợp với các ngành xây dựng hay là ngành công nghiệp. Còn những phong chân mỏng thì như cái phổ biến nhất là như phong tham New Normal ấy, thì mình có thể dùng cho các trường hợp như các khách sạn, thì những cái phông đấy thì nó thể hiện sự tinh tế. Còn những cái phông mà không không chân, tức là phông không chân ấy thì nó mật độ nó phổ biến hơn, thì nó mang tính trẻ trung hơn, thể hiện sự năng động trẻ trung hơn. Ngô Hùng, hiệp hội nên thành lập hiệp hội chống phá giá thiết kế ông ơi. Thực ra cái này khó lắm ông ạ, cái này nó sẽ phụ thuộc vào ý thức của từng design mà, nên là design nào cũng muốn lấy giá rẻ để mình có thể là nhận được cái job đấy, nên vô hình dung là ai có một cái tâm lý đấy thì không thể nào đẩy được cái thị trường thiết kế nó có giá trị cao được, nên là khó lắm. Cái này tùy mỗi người, tùy vào mỗi design mà có thể phải tự phân định mình, tự cho phép mình ở một cái mức giá nào đấy phụ thuộc vào khả năng năng lực thôi. Vì là thực ra các design đang tính giá rất là thấp, vô hình dung nó tạo nên một thị trường thiết kế rất là bản thân chất xám của thiết kế rất là rẻ mạt, nên là tự nhiên là cái thị trường đấy nó gây cho cái tâm lý khách hàng là lúc nào cũng dìm giá về thiết kế, và thường đôi khi còn coi rẻ về cái nghề thiết kế này, nên đôi khi có một số cái về tính chất mà giá trị của thiết kế về chất xám cũng như về cái giá trị mà mình đầu tư mình bỏ ra thì xét về mặt lợi nhuận kinh tế đem lại thì nó thực sự là nó không đáng với những cái gì mình bỏ ra về mặt chất xám đầu tư về sáng tạo. Bạn Nguyễn Bá Mạnh, anh ơi làm sao để nên ý tưởng thiết kế bố cục thế nào ạ? Thứ nhất về ý tưởng ý thiết kế thì em đầu tiên là các bước công đoạn em phải trải qua quá trình như này. Đầu tiên là em phải lấy rõ thật kỹ về yêu cầu thông tin từ khách hàng. Khi mình lấy yêu cầu thông tin khách hàng xong rồi thì mình sang bước tiếp thứ hai, tức là thông tin khách hàng, tức là mình phải hiểu rõ là người ta đang muốn cái gì, đang làm cái gì và cần truyền tải cái gì theo cái ngành nghề dịch vụ người ta và theo cái gu của người ta, là người ta thích muốn nó như nào. Thậm chí mình sẽ bảo cả khách hàng trong quá trình mình lấy yêu cầu ấy, mình bảo cả khách hàng là có thể gửi những cái ảnh Google, người ta Google sẵn ấy, gửi cho mình được hay không, để mình xem mình định hình được những cái gu, những cái phong cách người ta thích. Đấy là điều đầu tiên sơ bộ về lấy thông tin khách hàng. Cái điều thứ hai nữa là khi em có thông tin kỹ của khách hàng rồi thì em phải research trước, trải qua bước research, tức là tìm kiếm thông tin cũng như tìm kiếm ý tưởng từ Google hay từ những cái cộng đồng về design lớn trên thế giới. Khi có research rồi thì em sẽ nên bước thứ ba sẽ nên bản draft ý tưởng. Draft ý tưởng thì cũng có thể là tùy từng trường hợp, là có thể mình vẽ tay ra giấy, vẽ nháp ra giấy, vẽ logo, vẽ nháp logo hay là vẽ nháp layout thiết kế trước. Sau đó khi qua trải bước vẽ nháp rồi thì mình sẽ trải qua bước thứ tư, đấy là nên Google hay nên những cái trang free tư liệu về vector, về hình ảnh,
để mình lấy những cái tư liệu phục vụ cho cái bài thiết kế của mình phù hợp với cái ngành nghề dịch vụ mà mình làm cho khách hàng hiện tại. Đó thì từ khi mà em có tư liệu rồi, có thông tin khách hàng rồi, có draft ý tưởng rồi, thì lúc đấy mình sẽ bắt tay vào ngồi máy tính, mình sẽ bắt đầu mình triển khai thiết kế. Đấy là nói về tìm kiếm ý tưởng. Còn về tính chất bố cục ấy, thực ra thì bố cục thì nó có rất là, nếu mà về mặt lý thuyết ấy, thì nó có rất là nhiều thứ cần phải học mà cũng phải cần phải xem nhiều thì mình sẽ vỡ ra được nhiều bí cục. Nhưng mà cái bố cục mà tư duy dễ nhất trong việc xử lý bố cục đấy là em tìm hiểu về cái keyword bố cục trong nhiếp ảnh. Bố cục nhiếp ảnh cái phổ biến nhất là cái chia tỷ lệ khung hình 1 phần 3. Tức là cái đối tượng chính của mình sẽ nằm trong một cái tỷ lệ trong khung hình 1 phần 3 đấy. Thì khi mà em có nắm được sơ bộ về bố cục tỷ lệ khung hình 1 phần 3 đấy rồi thì em sẽ áp dụng vào cái bản design của em, như thế thì khả năng hiệu quả là cao hơn. Hiểu đơn giản tức là gì? Khi mà em làm bố cục ấy, em phải định hình được rõ là cái đối tượng nào là đối tượng chính. Giả sử là món ăn đi, một món ăn nào đó, ví dụ là món ăn pizza hay là món ăn hamburger nào đó, đúng không? Thì em định hình nó là đối tượng chính, cần truyền tải chính. Vì là món ăn thì càng hình ảnh sản phẩm càng bắt mắt càng tốt, vậy nên nó là đối tượng chiếm chiếm tỷ trọng chính trong trên cái bản design của em, tức là có thể chiếm 2 phần 3 design của em. Còn lại 1 phần 3 kia là gì? 1 phần 3 kia sẽ là những thông tin còn lại như khuyến mại, như giảm giá hay là những cái tính năng gì đó của món ăn kia, làm sao mà tạo nên sự hấp dẫn của người ta. Đấy thì mình áp dụng cái bố cục trong nhiếp ảnh, tức là tính tỷ lệ chia 1 phần 3, tức là trong các khoảng mình chia ra cái nào chiếm chính thì nó sẽ chiếm 2 phần 3, còn lại chiếm 1 phần 3. Tức là trên một khung hình thì em sẽ tính là đối tượng chính sẽ chiếm tỷ lệ phần lớn, còn lại là những yếu tố phụ hơn thì sẽ chiếm những cái tỷ lệ còn lại. Tức là hiểu một cách đơn giản hơn nữa là em phải phân cấp thông tin, tức là phân cấp thông tin từ khách hàng, từ cái bản nội dung của em, tức là em phải chia nội dung ra là cái nào là nội dung chính đầu tiên, cái nào chiếm nội dung đầu tiên, chiếm thị giác nhiều nhất. Sau đó là mình sẽ phân cấp cái nội dung thứ hai nó chiếm thứ hạng như nào, tức là mình cứ phân cấp từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì trên mỗi trường thông tin đấy thì mình sẽ phân chia ra tỷ lệ khung hình cho nó, là cứ thằng nào quan trọng nhất thì mình sẽ cho nó chiếm tỷ lệ không gian nhiều nhất. Sau đó mình cứ giảm dần, những cái càng phụ thì mình sẽ làm cho nó nhỏ hơn. Thì về đấy là về bố cục. Một cách nữa là để mà so sánh được là trên một bản design cái bản nào là tối ưu hơn tất cả, thì cùng một trên một cái bản draft thiết kế đầu tiên của em đưa ra thì em nên làm triển khai thêm khoảng 2 đến 3, thậm chí đến 5 layout khác nhau trên cùng một cái ý tưởng chung như vậy. Thì lúc đó em sắp xếp các chiều dáng, các hình thức bố cục khác nhau, thì lúc đấy thì em sẽ có sự so sánh là giữa cái bản số 1 cho tới cái bản số 5, thì cái bản tối ưu nhất về mặt hiển thị cũng như là về mặt hiển thị về thị giác trước, và thứ hai về mặt về thông điệp. Thì hai cái đấy kết hợp lại thì nó sẽ tạo ra một cái bản thiết kế tối ưu nhất. Vì khi mà mình làm nhiều layout khác nhau á, thì mình có sự so sánh. Càng làm nhiều thì khả năng phát triển về layout cũng như khả năng vỡ về về thiết kế bố cục nó sẽ vỡ ra hơn rất là nhiều. Thì lúc đấy vô hình dung cái cách nhìn của mình nó cũng nhanh hơn, cũng phát triển lên theo hơn. Bạn Shinsasuke, nếu mình muốn học thiết kế mà chưa có kinh nghiệm, muốn thiết kế web hay logo thì nên bắt đầu từ đâu? Đối với bạn Shinsasuke ấy, thì nếu mà bạn chưa có kinh nghiệm về thiết kế ngành nào ấy, thì điều đầu tiên bạn phải nên đi học một cái khóa thiết kế về thiết kế đồ họa cơ bản, để hiểu bản chất của ngành nghề của nó là triển khai trên cái gì, ứng dụng như nào. Những cái thiết kế cơ bản nhất của ngành thiết kế đồ họa cơ bản nhất thì nên đi theo là
thiết kế về chuyên môn về ứng dụng trong việc là in ấn, in ấn như là các bạn làm thiết kế là banner, thiết kế tờ rơi, tờ gấp, catalog. Từ đó khi mà bạn đã có một cái môi trường làm quen thiết kế về in ấn rồi thì nó là cái bay khá là vững chắc. Từ đó thì mình sẽ phát triển thêm mảng là thiết kế web. Thiết kế web thì nó thiên về về UI UX và layout, làm sao là tương thích với nhiều người dùng tốt nhất, tức là về mặt hiển thị là phải đẹp và thứ hai là nó phải là tiện ích cho người dùng. Còn đối với logo thì nó lại là bước phát triển cao hơn cả, vì logo nó là một cái sự cô đọng, cần phải có cái bề dày về kinh nghiệm trong thiết kế cũng như cách nhìn nhận, và thứ hai là cũng cô đọng từ vấn đề ý tưởng, từ những cái yêu cầu khách hàng, làm sao cô đọng được, trau chuốt được từ cái ý yêu cầu khách hàng mà thể hiện ra được thành hình họa trên một cái bản biểu tượng tinh giản nhất có thể. Thì cái chủ đề về thương hiệu hay là về logo hay nhận diện thương hiệu ấy, nó là đòi hỏi về kỹ năng phải cao hơn rất nhiều, và cần phải trải nghiệm rất nhiều về thiết kế những cái môi trường thiết kế trước đấy, thì nó sẽ giúp ích cho em về làm học về thiết kế thương hiệu sẽ nhanh dễ hơn, vì mình có cái nền các thiết kế các chủ đề kia trước rồi. Tuyết Nguyễn, thiết kế mà thiên về UI UX thì đọc những tài liệu nào cho designer? Thưa, nói về tài liệu thì nếu mà nói về sách tài liệu thì anh cũng không dành về sách lắm đâu. Cơ bản thì anh cứ lên những cái trang nước ngoài hay những trang Việt Nam mà trang lớn ở Việt Nam ấy, chia sẻ về thiết kế ở Việt Nam ấy, thì nó cũng có khá nhiều chủ đề khác nhau về design bình thường hay design chuyên về UI UX cho nền tảng web. Thì em cứ lên đấy em đọc những cái thông tin cơ bản nhất trước hết để mình hiểu về nguyên lý thiết kế cái môi trường đấy trước. Khi mà mình hiểu nguyên lý, những cái nguyên lý cần phải có hay là những cái nguyên lý cần phải tránh trong thiết kế UI UX thì em sẽ có kinh nghiệm được là những cái gì nên và cái gì không nên trong thiết kế đấy. Thì từ đó là mình sẽ tập thiết kế dần, layout dần, làm sao nó là thiết kế tốt hơn cả. Thường thường nếu mà UI UX thì em có thể làm môi trường là viện làm thiết kế web, đúng không, làm thiết kế app là hai cái đấy là cái phổ biến nhất. Còn nếu mà thiết kế web thì có thể làm bằng Photoshop. Như thời điểm trước thì anh làm Photoshop, nhưng mà Photoshop thì anh thấy hơi khó chịu về việc là làm thiết kế layout, nó hơi chậm, nên anh chuyển sang thiết kế web, anh thiết kế sang bằng Illustrator luôn. Sau khi mà layout xong từ Illustrator rồi thì mình sẽ convert sang Photoshop để các bạn coder có thể làm việc được. Còn về thiết kế app thì có thể là cái hai phần mềm phổ biến nhất, nên là sẽ một phần mềm phổ biến nhất về app đó là Sketch, mà nó có cái biểu tượng icon kim cương ấy, màu vàng cam ấy. Còn một cái của Adobe đó là Adobe XD, là hai cái hỗ trợ về thiết kế app tốt nhất, là phổ biến nhất là hiện tại các designer đang dùng. Bạn Đăng Đào, em định theo hướng motion graphic thì lương có ổn không anh? Thực tế thì về môi trường làm motion graphic thì anh cũng không đi theo môi trường đấy, nên là anh cũng không nắm được rõ về vấn đề là các công ty hay agency trả về motion graphic có cao như nào hay không. Nhưng mà theo anh biết thì thực ra motion graphic thì nó là khá là đòi hỏi kỹ năng rất là cao, từ về phần mềm cho tới về vấn đề triển khai ý tưởng, nên anh nghĩ là môi trường đấy thì cũng khá nhiều công ty có khả năng là chi trả tốt về vấn đề lương cho những designer theo môi trường này, vì bản thân là những cái môi trường motion graphic nó vẫn còn khá là mới. Nên là cũng khả năng là cũng mọi người cũng có thể là các công ty sẽ chi trả sẽ tốt hơn. Thực ra cái chuyện tốt, cái mức lương ấy, mức lương có cao hay thấp ấy, thì cái điều quan trọng nhất là sẽ vẫn là phụ thuộc vào là bản thân người design đấy kỹ năng tới đâu, khả năng sáng tạo tới đâu, và khả năng sáng tạo và tư duy sáng tạo tới đâu, thì kinh nghiệm tới đâu.
sáng tạo và kinh nghiệm tới đâu thì bản thân design đấy là sẽ tự định hình được cho mình được là cái giá trị của bản thân. Khi mọi người định hình được cái giá trị bản thân thì mọi người sẽ tự yêu cầu các agency hay các công ty muốn apply của mình vào ở một cái mức lương nào đó mà mình cảm thấy là phù hợp nhất. Thì đối với các công ty ấy, thì muốn tìm kiếm người giỏi, muốn tìm kiếm người có tài năng thì bắt buộc là phải chịu chi trả ở mức nâng cao, thì lúc đấy thì mới thu hút được nhân lực chất lượng nhân lực chất lượng cao. Tư duy của em quá kém, làm sao để khắc phục được hả anh bạn báo mạnh? Thực ra ấy, về tư duy thiết kế kém ấy thì câu chuyện này cũng khá nhiều người quan tâm. Cái giải quyết đầu tiên mà dễ dàng nhất đối với một người mới vào nghề thì đấy là hãy chịu khó học hỏi là một. Học hỏi ở đây là gì? Chịu khó lên các diễn đàn trong và ngoài nước, diễn đàn nổi tiếng trong và ngoài nước, tham khảo thật nhiều, xem thật nhiều. Có thể là xem bất kỳ một cái gì, xem bất kỳ Google một cái gì. Khi mình xem ấy, xem ở đây không chỉ đơn thuần là xem cho vui, mà em phải tư duy là khi mà em xem ấy, em phải có một cái định hướng trong đầu là phân tích, đó là tại sao người ta làm như vậy, cách hướng người ta triển khai ý tưởng như nào, cách giải quyết người ta như nào để ra một cái bản thiết kế như thế. Thì khi mà mình nhìn một cái bản thiết kế của người khác, nhưng mà mình sẽ phân tích trong đầu mình là các phương thức làm sao để thiết kế ra một cái thiết kế như vậy. Thì khi mà em tham khảo và em có định hướng phân tích như thế, có thể mới đầu mình sẽ phân tích không đúng, hay là mình cũng phân tích chưa chuẩn về cái ý của người ta, nhưng mà kệ, mình cứ tư duy như thế đi. Mình xem thật nhiều và mình có thể mình cứ tư duy, mình phân tích. Thì như thế trong quá trình thời gian dài em xem nhiều, em xem rất nhiều, thì vô hình dung những cái em tham khảo đấy em sẽ ngấm vào trong đầu của em. Thì từ đó nó sẽ nâng dần được cái tư duy về thiết kế sẽ dần dần tốt lên. Và một điều quan trọng nữa là khi mà em xem rồi ấy, thì em nên có những cái project cá nhân, hay là mình tự tạo ra project, tự nghĩ ra các project, các thiết kế khác nhau để mình tự thiết kế, mình tự trau dồi cái thiết kế của mình. Và khi mình thiết kế rồi thì mình phải năng chơi trên các diễn đàn, post lên trên các group hay trên các diễn đàn để mong học hỏi từ những người có kinh nghiệm trước, nhận xét cho những cái bản thiết kế hiện tại của mình. Thì những người mà có thiết kế có tâm, những người đi trước mà thiết kế có tâm á, thì người ta sẽ chỉ cho những cái điểm yếu, những cái sai sót, những cái mặt không được từ bản thiết kế của em. Thì từ đấy em sẽ rút ra kinh nghiệm được, là từ những cái comment đấy rút kinh nghiệm ra được những cái sai sót đấy trong quá trình thiết kế của mình. Khi mình rút kinh nghiệm được rồi thì muốn tốt hơn nữa thì mình lại bắt tay vào mình sửa theo những cái ý người ta comment, và so sánh giữa cái bản sửa theo ý người ta comment cho tới cái bản mình làm trước đấy, xem cái gì tốt hơn hay không. Thì từ đó em có bản so sánh như thế thì em sẽ vỡ ra được rất là nhiều điều. Bạn Ngự Tiến, em thấy web design là một mảng khá thú vị nên em tò mò tìm hiểu web design. Vậy trong quá trình học em nên tự tạo cho mình các project ảo để trau dồi kỹ năng thiết kế và ý tưởng được không anh? Em tính vài web UI rồi nhét vào profile đi xin việc, anh có thấy ổn không anh? Ok, anh welcome những cái việc thực hành như vậy. Vì khi mà mình còn mới ấy, thì mình chưa có trải nghiệm thực tế thiết kế và va chạm với khách hàng ấy. Thì các em có thể là tự nghĩ ra những cái thiết kế của riêng mình, sau đó mình tự làm. Có thể là mình trong quá trình mình nước web hay nước Facebook hàng ngày ấy, mình thấy người ta có một cái web nào hay, mình có thể về mình học hỏi và mình tự làm một cái bản riêng của mình trên cũng với cái trường thông tin của người ta như thế. Thì càng mình càng thực hành nhiều thì nó sẽ càng trau dồi thêm những cái kiến thức, cũng như cái cách nhìn, con mắt nhìn trong thiết kế của mình sẽ phát triển dần lên. Đấy là cách mà luyện tập tốt nhất. Thì khi mà mình luyện tập xong rồi thì cũng như lúc trước anh đã nói là
mình phải post lên cộng đồng, post lên cộng đồng để mọi người, những người có kinh nghiệm đi trước đánh giá, nhận xét cho. Thì như thế mình mới vỡ ra được những cái sai sót của mình trong quá trình thiết kế. Còn lại là khi mà mình làm ấy, mình có va vấp với khách hàng ấy, thì nó sẽ tốt hơn nữa. Vì là khi mà mỗi khách hàng nó sẽ có một cái gu thẩm mỹ khác nhau và những cái yêu cầu khác nhau. Mỗi khách hàng có những cái gu rất riêng. Có thể là gu đó người ta có thể có gu tốt thì khả năng giữa design và khách hàng nó sẽ chạm nhau gần, dễ gần nhau hơn. Nhưng mà nếu mà khách hàng nào mà không có gu lắm, tức là không biết mình muốn gì, thích gì như thế nào ấy, thì khi một design đưa ra ấy, thì nó sẽ khó thuyết phục khách hàng đó hơn. Thì lúc đấy thì lại cần phải kỹ năng về kinh nghiệm của thiết kế, làm sao thuyết trình, làm sao thuyết phục khách hàng được là bản thiết kế này của em làm như này tốt như nào, hướng như tốt như nào cho khách hàng cũng như tốt cho việc bán hàng như nào, thì khả năng sẽ thuyết phục khách hàng sẽ tốt hơn. Thì cái đó thì cũng cần phải có kinh nghiệm, khi mà va chạm rất nhiều khách hàng thì dần dần mình sẽ vỡ ra được những cái chuyên môn, những cái về chuyên môn trong cách nói cũng như là cách làm sao thuyết phục được, bảo vệ được cái thiết kế của mình trước một khách hàng. Bạn Thanh Tâm thì hiện tại thì anh chưa có khóa học ở Sài Gòn, nên hiện tại thì anh mới đang có khóa học thiết kế đồ họa cơ bản ở tại Hà Nội, ngày Hà Nội thôi, và bắt đầu khai giảng lớp của năm nay là từ ngày 10 tháng 4, nên là hiện tại mới đang chỉ có ở Hà Nội. Bạn Giang Nguyễn, có bài nào hướng dẫn thiết kế background bằng Photoshop không cho em tham khảo với? Thực ra thì với cái môi trường cộng đồng mạng xã hội bây giờ và cũng như là cộng đồng về mạng bây giờ ấy, nó phụ trợ rất nhiều về design, cho design tốt cũng như là có rất nhiều trang free tốt. Nên là mình có hai hướng, một là về vấn đề chuyển background trong bằng Photoshop, thì một là hướng là em sẽ đi lên những cái trang free vector hay là free Photoshop, free ảnh mình có thể download về nếu mà những cái ảnh đấy phù hợp. Một nguồn nữa là mình lên những cái trang nổi tiếng của nước ngoài, mình mua trực tiếp những cái background đấy về phục vụ nhanh cho mình trong các bản design mà không phải mất công mình ngồi design nữa. Về chuyện background thì cũng có thể là một cái background có thể em mua về hay em download về thì có thể nó chưa sử dụng ngay được đâu. Cũng có thể là em phải bắt buộc em phải mix những cái background đấy thành 2-3 cái ảnh, mix lại với nhau thì tạo ra một cái background ưng ý. Thì cái chuyện này thì nó phụ thuộc vào mục đích của design muốn như thế nào. Em có thể là anh dùng đơn giản thì anh có thể anh dùng một cái ảnh background là có thể là tạo nên một cái bản design tốt rồi, nhưng mà cũng có thể là mình phải cần mix lại 2-3 cái thì mới ra được đúng dụng ý của mình cần. Thì đấy, thì là cái chuyện mix đấy thì bản thân em phải định hình được là em thích gì, muốn design nó như nào, thì lúc đấy em sẽ kiếm tư liệu free hay em mua để em về em mix lại. Quay lại câu hỏi của bạn Lý Đại Dương, lấy một phần của logo để làm đường viền đó anh. Thực ra cái về thiết kế thương hiệu thì cách tư duy nhanh nhất và đơn giản nhất là đối với một logo đẹp thì mình có thể lấy những cái simple biểu tượng, những cái artwork của cái logo đấy ra để làm vật liệu decor trên các ấn phẩm thiết kế khác nhau. Còn cái chuyện là tạo nó thành viền hay là vẫn để bệt như logo và tính phần trăm làm sao hợp, phần trăm hiển thị cho phần si sao hợp lý, thì đấy là sẽ phụ thuộc vào cái cách thiết kế của design. Còn lại đấy, như anh nói là cái phổ biến nhất là vẫn là lấy simple của logo ra để mà làm decor. Rồi, ok, tiếp tục lại nha. Nói về câu chuyện Ngọc Tâm cầm tay chỉ việc đấy, như anh nói là thực ra cầm tay chỉ việc thì nó cũng khá là tốt, nhưng mà có khả năng cũng có xảy ra trường hợp là khiến con người học sẽ bị thụ động hơn, nó sẽ không gợi mở được cái cách tư duy giải quyết vấn đề của cho người thích người học.
Đó thì như anh triển khai anh dạy học thì anh sẽ dạy thiên về tư duy thiết kế nhiều hơn, cách giải quyết vấn đề từ phân khâu phân tích khách hàng, giải quyết thông tin từ khách hàng đấy, yêu cầu khách hàng như nào. Từ yêu cầu thì mình sẽ triển khai là các bước tìm kiếm lên ý tưởng cho tới đưa đưa thiết kế cho khách hàng xong, và nhận những cái phản hồi từ khách hàng và phản biện cho khách hàng. Nếu tức là mình phải sẽ phải bảo vệ phản biện những cái ý tưởng của mình trước khách hàng, để khả năng thành công của một cái bản thiết kế đấy cao hơn. Vì đôi khi khi mình đưa thiết kế cho khách hàng, có nhiều khách hàng họ chỉ nói một câu xanh rờn, đó là anh chị không thích, còn lại cụ thể là không thích như nào anh chị không biết. Nên vì thế nên là mình lại bắt buộc về câu chuyện là mình quay lại là mình phải thuyết phục khách hàng tại sao ý tưởng của em thế này thì ý tưởng của em thế kia, nó hay như nào, nó tốt như nào cho khách hàng, cho dịch vụ của khách hàng, cho thúc đẩy việc bán hàng ra sao. Thì như thế khả năng sẽ thuyết phục và thành công của design nó sẽ cao hơn. Bạn Vũ Tuấn Anh, nếu như em bây giờ làm văn phòng thôi, không phải agency, nếu muốn học thiết kế trở thành một designer chuyên nghiệp thì sau khi học em nên làm việc ở công ty hiện tại hay là một agency? Ý em chủ là giúp phát triển bản thân hơn. Thực ra câu chuyện này thì nó cũng khá là dễ. Là điều thứ nhất, nếu mà hiện tại môi trường công ty của em mà khả năng phát triển về nghề design tốt thì em có thể là vẫn cứ ở lại công ty đó em cống hiến. Còn nếu mà trường hợp mà ở môi trường đó không 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 phát triển được nhiều về design ấy, thì đối với một người design mới thì nên là đi vào môi trường của những các công ty về quảng cáo in ấn. Tại sao anh nói này về quảng cáo in ấn? Vì bản thân là cốt lõi của một cái designer thì nên học về in ấn trước. Vì khi mà em trải qua môi trường in ấn, em hiểu là từ thiết kế xong cho đó là từ thiết kế xong ra sản xuất như nào. Vì đôi khi là trên thiết kế mình thiết kế nhìn đẹp rất long lanh, nhưng mà khi mà ra vấn đề sản xuất ấy thì nó sẽ gặp những cái trở ngại trong quá trình sản xuất ra sao, nó sai hỏng như nào. Thì khi mình từ thiết kế mình sẽ vỡ những cái sự va vấp sai hỏng đấy trong vấn đề sản xuất. Thì mình sẽ vỡ ra được là về bản chất là từ từ trên máy, thiết kế trên máy nó sẽ ra sản xuất nó sai hỏng, nó chênh lệch như thế nào, để về sau mình rút kinh nghiệm để mình tránh được những cái lỗi cơ bản đấy, những cái lỗi mà chỉ khi các bạn làm in ấn thì mới có thể biết được thôi. Thì khi đấy là môi trường in ấn, khi mà mình làm một thời gian tầm 6 tháng 1 năm, mình trải nghiệm được các kỹ năng kỹ thuật trong in ấn rồi thì mình có thể bứt phá sang môi trường agency. Môi trường agency là môi trường về áp lực về sáng tạo rất là cao, vì người ta phục vụ sâu trăm họ cho tất cả khách hàng khó tính. Thì trong môi trường agency ấy, thì nó sẽ giúp mình bứt phá được nhiều hơn, vì mình sẽ được phục vụ 1001 dịch vụ khác nhau từ khách hàng, nên khả năng mình va vấp vào tất cả các nghề nó sẽ cao hơn. Thì khi mình va vấp vào tất cả các nghề rồi thì nó sẽ tự thúc đẩy cho mình cái cách tư duy, kinh nghiệm cho bản thân nó sẽ nhanh hơn. Vì khi mà mình vấp được vào tất cả các dịch vụ ngành nghề của khách hàng thì khi mình gặp một cái khách hàng như thế tương tự thì mình có thể tư duy nhanh hơn và mình hiểu về cảm xúc ngành nghề dịch vụ của người ta. Cái quan trọng nhất là mình phải hiểu cái cảm xúc cần đạt được của khách hàng, thì lúc đấy mình sẽ có mạch tư duy thiết kế đúng hướng hơn. Hiện tại thì cũng chưa có ai hỏi gì thêm nên là anh cũng gọi là nói sơ qua một chút, là hiện tại thì anh đang quản trị hai cái group cộng đồng, là cộng đồng thiết kế logo Việt Nam, cộng đồng thiết kế bao bì Việt Nam. Thực ra anh chia hai chuyên môn này ra để mọi người dễ dễ chơi, dễ sinh hoạt trên đó, nhưng mà đồng thời là cũng tất cả những cái chủ đề design khác thì mọi người vẫn có thể post thoải mái. Post thoải mái thì mọi người thì anh sẽ cố gắng thu xếp, anh sẽ nhận xét được ở mức nhanh nhất có thể, tối đa nhất có thể cho mọi người.
Thứ hai nữa là cũng qua đó cần mọi người có một cái ý thức chung phát triển cộng đồng tốt hơn, đấy là có những cái bài nào không liên quan hay những cái bài fan remark không cần thiết thì mọi người có thể report giúp anh để mình sẽ có một cái cộng đồng thiết kế nó thực sự là chất lượng, không 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 tránh tạo nên thành một cái bãi rác. Vì khi mọi người report ấy, thì những lúc mà anh có thời gian rảnh anh quản trị được thì anh sẽ xử lý những cái bài rác như thế. Mình sẽ có thể là xóa xóa trước trước tiên mình sẽ xóa cái bài đấy đi. Nếu mà vi phạm nhiều lần quá thì có thể là block luôn cái thành viên đó để không không gây ảnh hưởng cho trên cái môi trường mọi người đang chơi trên đó, để thực sự là thành một cái cộng đồng thiết kế nó có chất lượng và hiệu quả. Cũng nhân đây nói sơ qua là sắp tới mùng 10 tháng 4 này anh có tổ chức một lớp học về thiết kế đồ họa, ứng dụng thiết kế đồ họa cơ bản. Thiết kế ở đây sẽ dạy theo thiên về tính chất thiết kế đồ họa thực chiến nhiều hơn. Thực chiến là gì? Thực chiến tức là thực tế, sẽ áp dụng thực tế những cái tính chất công việc hàng ngày anh đang làm cho công việc hàng ngày cho khách hàng, để có mọi người sẽ có cái sự cọ sát tốt hơn, cũng như là mình sẽ không học thừa những cái gì không cần thiết, những cái lý thuyết suông, mà mình sẽ học những cái thực tế chiến đấu với khách hàng hàng ngày, từ phân tích khách vì từ lấy yêu cầu phân tích khách hàng cho tới cách lên ý tưởng, tư duy thiết kế bố cục màu sắc lên ý tưởng làm sao cho tối ưu nhất. Nó mang thiên hướng về design kết hợp marketing nhiều hơn, để nó có tính ứng dụng cao hơn, khả năng thuyết phục khách hàng dễ cao hơn. Mọi người nhớ nhá, mùng 10 tháng 4 anh sẽ tổ chức một cái lớp học là thiết kế đồ họa cơ bản, sẽ có 10 buổi học về Photoshop và Illustrator. Nhưng điều quan trọng nhất là ở đây sẽ là họ dạy về tư duy thiết kế, cách giải quyết vấn đề từ khâu khách hàng cho tới khâu ra thành phẩm.